Chiều ngày 13 tháng 10, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ đầu năm 2020 đến tháng 6 năm 2023. Đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Khánh thành bia di tích Ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện Đa Khoa Gia Lai. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết tâm lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ cuối năm. Lê Câu truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho 700 cán bộ chiến sĩ. Khai mạc phiên chợ biên giới huyện Đức Cơ năm 2023. 145 tay vợt so tài ở giải vô địch bóng bàn tỉnh Gia Lai. Kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, Chiều ngày 13 tháng 10, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ đầu năm 2020 đến tháng 6 năm 2023. Qua công tác kiểm tra từ đầu năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, Cơ quan chức năng đã phát hiện 608 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt trên 3,6 tỷ đồng, trong đó một vụ thuộc thẩm quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 14 vụ thẩm quyền chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, 100 vụ thuộc thẩm quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và 493 vụ thuộc thẩm quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phát biểu kết luận buổi làm việc phó trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đinh ly an đã thông báo về kết quả giám sát tại các huyện thành phố về việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đồng thời đề nghị sở tài nguyên và môi trường tham mũi ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy chính quyền cần đề cao hơn nữa trách nhiệm cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tăng cường công tác thanh kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính về đất đai xây dựng bên cạnh đó đầy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai xây dựng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Vừa qua tại trụ sở tỉnh ủy Gia Lai, đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết, tỉnh Gia Lai rất vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát. Đây là dịp để tỉnh giới thiệu về những thành tựu và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời thông tin, phản ánh những vấn đề mới đang đặt ra cũng như đưa ra một số đề xuất kiến nghị để đoàn khảo sát nghiên cứu bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện đề tài. Tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến các thành viên hội đồng lý luận trung ương trong thời gian tới. Kết luận buổi khảo sát, Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành khẳng định ban thường vụ tỉnh nội gia lai đã có sự chuẩn bị chú đáo đáp ứng yêu cầu đề ra của đoàn khảo sát buổi khảo sát đã phân tích nhiều vấn đề từ thực tiễn cung cấp những thông tin hữu ích giúp đoàn khảo sát có thêm tài liệu quan trọng để nghiên cứu bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài cấp nhà nước những thành tựu phát triển lý luận của đảng và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam Thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày truyền thống các bang xây dựng đảng và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, sáng nay ngày 14 tháng 10, tại khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh ở xã Cờ huyện Cờ Bang, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Long Trọng tổ chức lễ khánh thành bia di tích Ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai thời kỳ 1970-1975. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, lễ khánh thành bia di tích Ban kiểm tra Tỉnh ủy nhằm tôn vinh và thể hiện tình cảm trách nhiệm, tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, đóng góp công sức vô cùng to lớn trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và giải phóng tỉnh nhà, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 để xứng đáng với những giá trị lịch sử cách mạng to lớn mà thế hệ cha anh để lại. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trong Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan đã xây dựng bia di tích tại khu di tích của tỉnh nói chung, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nói riêng, thời gian đến còn tiếp tục tăng cường quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử của các công trình để toàn thể khu di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đấu tranh, cách mạng, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp cần sớm triển khai tu sửa, nâng cấp tuyến đường từ đường trường Sơn Đông vào xã Cờ Rông nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn đến tham quan khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Dịp này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tặng giấy khen và quà lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức và người dân tham gia đóng góp xây dựng công trình bia di tích Ban Kiểm tra tỉnh ủy. Các đại biểu tham dự buổi lễ đã tổ chức trong cái lưu niệm trong khuôn viên bia di tích. Chiều ngày 13 tháng 10, đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để nghe báo cáo công tác giải quyết các tồn tại khó khăn vướng mắc đồng thời tiến hành kiểm tra tình hình thực tế, từ đó có những đề xuất kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tổ công tác liên ngành chú ý 4 vấn đề chính gồm: đề án để cấu trúc là bệnh viện, phương án tự chủ, phương án xử lý công nợ và đầu tư cơ sở vật chất cho bệnh viện, tổ công tác liên ngành báo cáo các vấn đề nêu trên về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Trong đó phải nêu rõ hướng giải quyết cụ thể không nói chung chung. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tham mưu để bệnh viện xây dựng lại đề án của bệnh viện, xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với đề án làm việc, xác định mục tiêu nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh lên bệnh viện hạng 1 và có lộ trình cụ thể tính toán kỹ về phương án tự chủ của bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngày 13 tháng 10, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 15, khóa 8 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ giải pháp công tác những tháng cuối năm 2023, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy khối các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, tổ chức đánh giá 3 năm triển khai thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng ra soát, bổ sung thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp phối hợp vận động lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức viên chức và người lao động phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp có giải pháp khắc phục khó khăn trong quản lý điều hành của doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2023 của tỉnh nhà. Chiều ngày 13 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho gần 700 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Pleiku và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bình vững quê hương đất nước và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp hiện đại phục vụ nhân dân. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Sáng nay ngày 14 tháng 10, tại công viên huyện Đức Cơ, thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khai mạc phiên chợ biên giới huyện Đức Cơ năm 2023. Phiên chợ biên giới huyện Đức Cơ năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại công viên Huyện Đức Cơ thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ. Phiên chợ có quy mô hơn 60 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, của các doanh nghiệp của tỉnh, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia với các sản phẩm là hàng đặc sản đặc trưng của các địa phương ẩm thực, sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Phiên chợ biên giới được tổ chức hàng năm với mục tiêu hỗ trợ thương nhân xúc tiến thương mại khuyến khích đầu tư hạ tầng thương mại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cửa khẩu quốc tế Oza Dao Vương Quốc Campuchia góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới phiên chợ hứa hẹn sẽ đem đến cho các doanh nghiệp hợp tác xã hội kinh doanh cơ hội giao thương quảng bá sản phẩm hiệu quả là dịp để người dân du khách tham quan mua sắm giao lưu văn hóa văn nghệ sôi động. Tối ngày 13 tháng 10 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức giải vô địch bóng bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung gồm đơn nam nâng cao, đơn nam phong trào, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Các trận đấu được diễn ra trên 6 bàn tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Được biết, lễ trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay của Báo Gia Lai Điện Tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.